lắp cái máy này vô đây. Đây là cái mà cái cốc sơn. Rồi sau đó giờ em sẽ lấy cái thuốc bỏ vô. Thường thì sẽ dùng là thuốc Vetelin. Vetelin thì cái này là thuốc đa phần mà bác sĩ kê thì nó sẽ là cái thuốc Vetelin được nhập khẩu Úc. Thì khi mà anh dùng á, mình sẽ mở ra thì trong cái vỉ nhôm này sẽ có tất cả là 5 cái vỉ thuốc. Thì có thể mình vẽ ra mình dùng. Bây giờ trước mắt em chỉ cần dùng cái thuốc nhỏ mắt này cũng được. Tức là nó có cái dung dịch cũng là nó hệ đó, là hệ đó thôi là sẽ xong được. Không cứ bỏ một chất này đi chẳng được cái thu gì. Dạ không sao, nhưng mà em cho cái này là anh cũng sẽ hình dung được. Đây giờ như mình bỏ. Ý là cho một tép thôi, coi nó cái mức độ khói nó lên thế nào. Rồi em sẽ cho một tép này cho anh. Rồi mình phải thử luôn, tôi trực. Dạ. Một vỉ nó có 5 tép. Rồi bây giờ mình bỏ vô. Thông thường là mình dùng tốt nhất là mình sẽ dùng cái mà thuốc Vetelin này kết hợp với 5 và tối đa là 10 cái giọt nước muối sinh lý. Sau đó anh đóng lại. Đó. Rồi giờ cho em đóng cái nắp này cho anh thầy dùng. Đây mình bật công tắc. Đây ngồi. Tức là xong khi dùng, tức là nó dán cái phế quản. Cái thứ hai nó giúp cho mình nhẹ, mình không có bị mệt và đó, này, anh thấy khi mở lên một cái là các anh thấy khói. Đó. Và khi mà đây anh thấy đấy. Đó. Xong thì cái này nó sẽ từ dạng nước mà khi mà xong thì nó sẽ tạo thành các cái dạng một phun sương. Và cái máy mà loại tốt nhất của Manolai thì cái hạt phun sương ấy, tức là tính ra rất là nhỏ, và khi mà hít vô thì nó thẩm thấu vào trong cái mà cái cổ họng và cái khoang miệng xuống phần phổi thì làm cho cái phế nang của mình nó giãn ra. Đó. Anh thấy khói nó mạnh hơn nhà đúng không? Thấy đó. Tức là nó có một cái độ kiểm soát nhất định, chứ không thể mạnh quá mà không có nhẹ quá. Dạ. Thì khi mà mình cứ xông như thế thì khoảng một cái lượng thuốc 5ml này cộng với là khoảng 5 giọt nước muối sinh lý thì xông khoảng tầm 10 phút là nó sẽ xong. Rồi, trong cái quá trình mà mình dùng á thì đây có cái công tắc em tắt tạm đi. Trong cái quá trình dùng á thì mình sẽ chẳng dùng đến 5 đến 10 ngày liên tục á. Thì đây nó sẽ có cái lõi lọc. Lõi lọc này á thì mình sẽ để gài nó vào đây. Chỗ này nó có một cái thế này. Đây mình gài cái phần này vào đây, nó không có rớt. Đây nó có một cái lõi lọc. Đó. Nhỏ nhỏ mình có móng tay là mình cạy ra được. Rồi. Thì thường là đi kèm là người ta sẽ tặng cho mình cái một cái lõi lọc này. Rồi. Đó, lâu mình thay. Đúng rồi, lâu thì anh rửa qua nước lọc thôi xong anh thay. Rồi. Xong là mình đắp lại. Đó thì nó hút cái không khí thôi. Yeah. Thì nó có cái chỗ gài như này. Rất là tiện. Đó. Thì nó cũng nhỏ gọn mà cũng ok. Rồi. Dạ, rồi. Thì có gì em sẽ đóng lại trong cái hộp cho anh. Dạ, cũng dễ dùng ha. Cái này bên em bảo hành là chính hãng 3 năm. Rồi còn cái mà cái phụ kiện, đây là cái cốc sông rồi các cái mặt nạ này á, thì sau khoảng tầm nếu mà dùng liên tục 6 tháng thì sẽ thành. Cái máy này thì không cần vệ sinh. Rồi, nhá, được rồi, em cảm ơn anh.